Gòn nè. Chỉ làm ca đêm á, tính ra cũng đâu làm gì nhiều. Cái gì ăn? Giống như làm ca đêm á, tính ra cũng đâu làm gì nhiều. Thì một thời gian thôi. Let's go. Okay, tụi mình vừa mới nghỉ tại một trạm dừng chân tại thị trấn Đạo Hoai, vừa qua đi trước Đạo Hoai. Giờ tụi mình sẽ tiếp tục đi đến thị trấn Nam Ri, vào đi vào đèo Bảo Lộc. Ok, let's go. Ok, vô bài, đèo Bảo Lộc. Người ta đi bộ cái mình giờ đeo cái chú. Đeo ngữ quá, 3 giờ sáng, 3 sáng đèo Bảo Lộc. Đèo Bảo Lộc xong rồi tới đèo gì ạ? Bảo Lộc xong một cái đèo nữa. Xong rồi cuối cùng là đèo Vua Sa hoặc là Trang Cơ. YouTube vượt qua mấy này rồi sao giờ không làm được ta? Tiếp vượt luôn. Người ta là người ta chồng một xe anh vượt qua được chứ. Ý là có cái xe bên kia nó không vượt được, nó nhiều quá. Chỉ có xe vượt được. Oh, there.
Nói chung là lẹ mà teo luôn á. Hello mọi người. Hiện tại là đây là 5:50 sáng, Đà Lạt. Tụi mình đã dừng ở trước một cái quán mà phở và cơm vậy. Từ lúc 4:30 sáng thì lạnh quá chạy con đường nữa. Nằm đây quấn cái chăn định dựng cái liều ra luôn. Chịu không nổi bây giờ. Bạn rút kinh nghiệm được đó, giờ đi giờ này như tụi mình nha. Tôi phở Di Linh làm sống lại. Hello các bạn. Hiện tại là chúng mình đang ở đường vào đèo Sa Cơm. Hiện tại là 8:30 rồi, cái kế hoạch là 6:00 đã tới Đà Lạt rồi, nhưng mà không, tối qua tụi mình bị vướng lại do là lạnh quá chạy xe không được, rồi sáng nay mệt ngủ nữa, nên là giờ mới tới, phải chạy xíu. Và còn bây giờ là mình sẽ quay video clip cho bạn Quỳnh chạy đèo Đà Lạt, chạy đèo Sa Cơm và thành phố Đà Lạt nha.
Khoan rồi. Anh ơi, thì cho em hỏi là tụi em về Đà Lạt á, thì mình đi hướng nào á anh ơi? Đi lên trên ngã ba nó lẻ tay trái vô. Anh đi đi anh. À lỗi trái á. À về là mình giờ đi số 4 luôn. Lại một lần nữa cái đường đến chốn Hồng Tây thì nào nói không ạ?